Câu tra khúc một như răng rụng, Quảng Ngãi cấm ô tô, xe tải qua lại. Quảng Ngãi vừa cấm ô tô, xe tải qua cầu Trà Khúc 1 bởi cầu xuống cấp nghiêm trọng, trong khi lượng xe tăng đột biến khi cầu Trà Khúc 2 đóng 2 tháng để sửa chữa. Cầu Trà Khúc 1 quá tải khi quá nhiều xe qua lại. Ngày 20 tháng 7, sau khi cấm xe tải, ô tô, cầu Trà Khúc 1 đã không còn cảnh quá tải, ùn tắc giao thông như những ngày trước. Trước đó, sáng ngày 18 tháng 7 cầu Trà Khúc 1 kẹt xe nghiêm trọng. Tình trạng hiếm gặp này diễn ra sau khi cầu Trà Khúc 2 chính thức cấm xe để sửa chữa. Để xử lý tình trạng giao thông hỗn loạn, mất an toàn cho người và xe cộ khi cầu Trà Khúc 1, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi đề nghị khu quản lý đường bộ 3, Cục Đường bộ Việt Nam, chủ đầu tư sửa chữa cầu Trà Khúc 2, bố trí biển cấm xe ô tô, xe tải, không cấm xe buýt ở hai phía cầu Trà Khúc 1 để điều tiết giao thông. Đề nghị này được các bên thống nhất. Việc cầu Trà Khúc 1 ùn tắc và tăng đột biến xe trọng tải lớn đi qua được cơ quan chức năng đánh giá là nguy hiểm, phải xử lý khẩn trương. Tình trạng kẹt xe ở cầu Trà Khúc 1 rất hiếm gặp và xảy ra ngay sau khi cầu Trà Khúc 2 cấm xe để sửa chữa. Khi sửa chữa cầu Trà Khúc 2, phương án phân luồng, hướng dẫn các loại xe di chuyển hướng Nam, Bắc và Bắc, Nam trên quốc lộ 1 đi theo hướng khác. Nhưng nhiều tài xế chưa quen đường, dẫn đến số lượng lớn xe khách, xe tải chạy qua cầu Trà Khúc 1. Sau 2 ngày phân luồng để sửa cầu Trà Khúc 2, nhận thấy những vấn đề phát sinh, cơ quan chức năng đã họp, bổ sung thêm nhiều biển cấm và hướng dẫn ở các điểm chuyển hướng trên quốc lộ 1 để các xe sớm thay đổi lộ trình, tránh việc chạy tới đầu cầu Trà Khúc 2 mới rẽ hướng vào trung tâm thành phố Quảng Ngãi, gây ách tắc giao thông. Thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông đang túc trực ở nhiều vị trí để hướng dẫn tài xế di chuyển đúng đường và xử lý nếu tài xế cố tình đi sai hướng dẫn và cho xe chạy qua cầu Trà Khúc 1. Cơ quan chức năng cũng đề nghị tài xế chú ý biển báo, chủ động di chuyển trong thời điểm cầu Trà Khúc 2 sửa chữa. Trong khi sửa chữa cầu Trà Khúc 2, tùy theo tình hình thực tế, nếu xảy ra ùn tắc, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều chỉnh trên một số điểm, tuyến đường cho phù hợp với thực tế, ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi, nói. Việc cấm các loại ô tô, xe tải qua cầu Trà Khúc 1 được người dân đồng tình. Trước đó, Tuổi Trẻ Online có bài viết Quảng Ngãi, nhìn trụ cầu Trà Khúc 1 mà muốn rụng tim, phản ánh hiện trạng xuống cấp đang xảy ra, trụ móng bong tróc bê tông, trơ khung sắt, mặt cầu hư hại được vá tạm. Cầu Trà Khúc 1 được xây dựng từ năm 1964 với kết cấu dầm thép liên hợp, dài 643m, bề rộng mặt cầu chỉ 7,5m, vỉa hè khoảng 0,5m. Đây là cầu đường bộ đầu tiên bắc qua sông Trà Khúc. Dù xuống cấp sau 60 năm sử dụng nhưng mỗi ngày có hàng chục ngàn lượt xe qua lại. Trong lúc chờ xây dựng cầu mới thay thế, người dân kiến nghị cần cấm tất cả các loại ô tô, xe tải qua cầu, đảm bảo an toàn.